Chút chít ơi, chút chít ơi, ra ngoài, ra ngoài, chút chít ra ngoài, chút chít ra ngoài, chút chít xem hôm nay ra ngoài xong sẽ làm gì. Chút khi có nhìn thấy mẹ Chi đâu không? Cà rốt thì đang nhảy trên ghế bao giờ trốn rồi. Chút chít đây, Kim Chi đang đứng ở giữa đây, đang ngồi trong và là trong thành. Xem chút chít xem có bò vào được không, có nhảy vào trong được không? Chút chít, chút chít. Kim Chi nằm yên đấy nha, nằm yên đấy xem chút chít nhảy vào được không? Ồ, có thằng kia nhảy được kìa, nhảy kìa. Đấy, ngày ngày xưa thì cứ cố tình gọi là chui ra khỏi. Ôi, con này nhìn nó trèo, rồi leo trèo thật phết này. Thằng đầu tiên vào được là thằng đây, đứa này đứa thứ hai này, đứa thứ hai là bạn nữ số 2, còn thằng đầu kia bọn này cũng lần lượt nhảy vào hết này. Chút chít, chút chít, trèo khá là giỏi. Kim Chi không trốn qua được rồi. Ba đứa, hiện tại ba đứa đã nhảy vào được rồi. Hiện tại là ba đứa nhảy vào rồi. Tiếp theo nhảy được không, trèo được không? Bốn đứa đã trèo được vào. Tiếp theo là đây chàng trai này, không có nhảy được không? Cũng đã bò vào trong được rồi. Tiếp theo mọi người nhìn này, con này nó trèo rất là giỏi. Kim Chi trốn trong này không trốn được rồi. Ôi, bọn này lại ra đây, lại tẩy hết ở đây rồi. Trèo đi, trèo được không? Không này. À, rồi, cũng được rồi, còn hai đứa nữa thôi. Chút chít kìa, vào bú nhanh không hết sữa. Màu tím à, thằng này màu tím là màu của số 5 này. Có trèo được không? Cũng trèo được rồi. Tường khá là cao nhưng nó vẫn trèo được. Đấy, còn một đứa nữa. Đứa kia đứa số 3. Nãy giờ đi lang thang ngoài tè mấy bãi rồi. Rồi, cũng đang trèo vào. Mặc dù Kim Chi đã nhảy ra ngoài nhưng mà nó vẫn cố tình trèo vào. Nên là thấy mọi người trèo vào cũng a dua trèo vào thôi, có biết vào trong này có cái gì đâu. Kim Chi nó chạy ra ngoài rồi. Thời điểm này là cho con nó mọc răng, rồi nó cắn, nó bú rất là đau. Kim Chi năm nay lười chăm con hơn năm ngoái. Năm ngoái lúc nào 24/24 ở cạnh con thôi. Cá rô nãy giờ cứ gọi là ngồi trên đấy trốn các em. Nhìn cái mặt kìa, đần thối ra, nhìn mặt thộn. Thằng này đúng chất mặt rất là thộn luôn. Cà rốt đây. Cà rốt mặt thộn này. Cà rốt. Thôi không quay nó nữa, quay lúc nào son nó nổi ra. Hôm nay ông đòi lấy vợ rồi đấy. Kim Chi vừa cho con bú một tí đã trốn rồi. Chút chít. Cà rốt đi xuống. Ngồi mãi trên đấy làm gì đấy cà rốt? Đi xuống đây. Nhanh. Đi xuống. Cà rốt nào, đi xuống, xuống đi. Xuống. Cà rốt xuống. Đi xuống đi nhanh. Rồi.